Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Bật mí thu nhập hàng năm của các cầu thủ Việt Nam. Bóng đá Việt Nam bên cạnh những cầu thủ chẳng thể nào sống được với nghề thì vẫn có những người nổi tiếng bằng tài năng và khát vọng. Họ kiếm về những khoản thu nhập cát xù mà bất cứ một vận động viên nào cũng đều mơ ước. Và cũng có những cầu thủ con nhà nghèo đến với nghề để mong được đổi đời, nhưng cũng có nhiều cầu thủ có xuất phát điểm về kinh tế rất tốt và được sự hậu thuẫn hết mình từ phía gia đình. Ngay bây giờ hãy cùng nhau khám phá thu nhập hàng năm của các cầu thủ Việt Nam. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Combat Bóng Đá Hài Hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Hiện tại, các tin tức liên quan đến cầu thủ bóng đá Việt Nam, dù là trên sân cỏ hay cuộc sống thường ngày, cũng đều được khán giả đặc biệt chú ý. Sau khi mang về những thành công rực rỡ cho bóng đá nước nhà trong thời gian gần đây, thì các cầu thủ lại càng được quan tâm hơn nữa. Và một trong những thứ mà người hâm mộ quan tâm và tò mò nhất có lẽ là khoản thu nhập hàng năm của họ. Ngay bây giờ, Mr. Zero sẽ bật mí cho các bạn biết nhé. Nói Tuấn Anh như người sưu tập chấn thương không hề sai. Sự nghiệp của anh làm bạn với bác sĩ nhiều hơn những siêu phẩm hay các đường kiến tạo trên sân cỏ, nên cầu thủ này không có nhiều cơ hội để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nhưng dù thế, cuộc sống của anh vẫn không ảnh hưởng quá nhiều. Bởi khác với nhiều cầu thủ, Tuấn Anh sinh trưởng trong một gia đình rất khá giả. Bố anh hiện là phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phụ Dực, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Còn mẹ anh là cán bộ ngành ngân hàng vừa nghỉ hưu sớm để có điều kiện chăm sóc gia đình. Chị gái Quỳnh Mai của Tuấn Anh đang công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội. Với nhiều cầu thủ, chơi bóng đá chuyên nghiệp là con đường để giúp cả gia đình thoát nghèo. Nhưng với Tuấn Anh thì khác, bố mẹ của tiền vệ này từng không muốn con mình theo nghiệp quần đùi áo số. Họ có thừa khả năng để đảm bảo cho Nhô có một cuộc sống an nhàn. Ngay từ khi còn nhỏ, chàng tiền vệ gốc Thái Bình đã không phải lo lắng tới vấn đề kinh tế. Lớn lên cũng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền như nhiều người khác. Gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Tuấn Anh có thể hết mình với sự nghiệp bóng đá. Tiền đạo Anh Đức là một trong các cầu thủ chuyên nghiệp và giàu nhất bóng đá Việt Nam. Khi còn khoác trên mình chiếc áo của BKMS Bình Dương, thu nhập của tiền đạo 34 tuổi này đã thuộc hàng khủng. Bởi ngoài chơi thể thao chuyên nghiệp, vừa điều hành tốt công việc kinh doanh kiếm tiền. Năm 2008, tiền đạo Anh Đức khi ấy 22 tuổi đã tập tành khởi nghiệp bằng việc kinh doanh và sản xuất quần áo thể thao. Sau đó, anh lấn sân sang kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, spa. Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo này đang sở hữu hai cửa hàng lớn tại thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ngoài ra, anh còn mở cửa hai sân bóng mini của riêng mình và là đồng sở hữu một nhà hàng cùng với gia đình vợ. Không những vậy, mới đây cựu đội trưởng của BKMS Bình Dương còn lấn sân sang cả mảng game online. Tính sơ như thế cũng đủ thấy thu nhập hàng tháng của anh lên đến hàng tỷ đồng, một con số đáng mơ ước của rất nhiều người. Là trụ cột thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC, Nguyễn Văn Quyết có thu nhập lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng, bởi ngoài chơi bóng, anh nhận thêm các khoản tiền thưởng, hoa hồng, hợp đồng quảng cáo. Cầu thủ 29 tuổi này đã từng từ chối mức lương 10.000 đô la Mỹ của một câu lạc bộ Nhật Bản để gắn bó với đội bóng thủ đô. Mới đây, theo thông tin phát đi từ câu lạc bộ Hà Nội cho biết, Văn Quyết đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời gian 3 năm với số tiền lót tay 9 tỷ đồng. Bố mẹ của Văn Quyết vốn làm nghề kinh doanh gỗ nên kinh tế rất khá giả. Chính vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã không phải lo lắng tới vấn đề tài chính. Chưa kể, Văn Quyết hiện còn là con trẻ của ông Nguyễn Giang Đông, một đại gia nức tiếng giàu có đất Hà Thành. Sau khi kết hôn, số 10 của Hà Nội FC và vợ còn có thêm khối tài sản khổng lồ từ việc kinh doanh của Huyền My và các khoản thừa kế. Được đánh giá là một trong những cái tên phủ sóng lớn nhất làng bóng đá Việt Nam, mức lương của tiền đạo Công Phượng cũng rất được chú ý. Từng 3 lần xuất ngoại trước khi về thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, không ngoa khi nói Công Phượng sở hữu khối tài sản mà nhiều cầu thủ mơ ước. Lần gần nhất, Công Phượng khoác áo câu lạc bộ St. Truidens. Mặc dù chi phí mà St. Truidens bỏ ra để mượn tiền đạo sinh năm 1995 không được tiết lộ. Tuy nhiên, Bầu Đức từng khẳng định lương một tháng của Công Phượng ở nước ngoài bằng thu nhập cả năm mà cầu thủ trong nước nhận được. Trước đó, tờ Fox Sports Asia đã viết, ở Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng chỉ nhận mức lương 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Khi sang Incheon, tiền đạo này được hưởng lương lên gấp 10 lần, lên 10.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Thế nhưng, thu nhập của tiền đạo tuyển Việt Nam ở Mỹ còn cao hơn rất nhiều, lên đến 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Đây không phải là thu nhập quá đặc biệt ở châu Âu, nhưng so với các cầu thủ Việt Nam, nó rõ ràng là con số khổng lồ. Công Phượng sẽ thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 7 năm 2020.
Tuy nhiên, hiện tại mức phí chuyển nhượng cũng như tiền lương vẫn được dự kiến. Tiền đạo xứ Nghệ là cầu thủ thuộc top sao số của bóng đá Việt Nam hiện tại, nên nhiều khả năng anh sẽ nhận được tiền lương không dưới 100 triệu mỗi tháng khi khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài bóng đá, Công Phượng đút túi thu nhập khủng từ việc sở hữu hai quán cà phê mang biệt danh chính mình CP10 Coffee ở Gia Lai và Hà Nội. Hà Đức Chinh là chân sút cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nam cầu thủ không phụ lòng người hâm mộ khi liên tục ghi bàn trong SEA Games 30, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng liên tiếp. Đặc biệt, Đức Chinh không chỉ đá bóng giỏi mà còn là con ngoan ở nhà, thân là trụ cột gia đình cho mẹ và em gái. Anh chàng khiến fan trầm trồ khi tiết lộ căn nhà mới xây khang trang, rộng rãi tại quê nhà Phú Thọ. Căn nhà khang trang được khởi công xây dựng từ sau giải U23 châu Á 2018. Đây là món quà Đức Chinh dành tặng mẹ, và anh cũng hoàn thành tâm nguyện với người bố đã mất là xây một ngôi nhà thật đẹp trên nền đất cũ của gia đình. Cầu thủ này tiết lộ tiền xây nhà được anh tiết kiệm, tích góp từ tiền lương hàng tháng và tiền thưởng từ các giải đấu. Ngoài ra, cầu thủ người Phú Thọ còn kiếm thêm thu nhập từ việc đăng bài quảng cáo trên Facebook. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Chinh, vô tình Duy Mạnh đã comment lộ số tiền khủng mà tiền đạo này kiếm được sau mỗi lần nhận quảng cáo, lại kiếm 300 triệu. Dòng bình luận nửa đùa nửa thật này đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng. Cuối năm 2019, tiền đạo số 13 này đã mua tặng mẹ mình một chiếc xe máy. Đức Chinh gọi đây là một món quà nhỏ anh dành tặng mẹ yêu. Chắc chắn mẹ của chàng cầu thủ này cũng sẽ nở nụ cười và tự hào về con trai hiếu thảo trưởng thành của mình. Trước khi Asian Cup 2019 diễn ra, Moang Thong United, đội bóng đại gia Thái Lan, đã quyết định chi 500.000 đô la Mỹ để chiêu mộ thủ thành Đặng Văn Lâm từ câu lạc bộ Hải Phòng. Việc chuyển đến đội bóng mới cũng giúp thủ thành Việt kiều cải thiện đáng kể mức thu nhập. Cụ thể, anh sẽ hưởng lương lên đến 4.080.000 bạc mỗi năm, tương đương 135.000 đô la Mỹ mỗi năm, tức hơn 11.200 đô la Mỹ mỗi tháng. Ngoài ra, anh còn được cấp nhà, xe riêng phục vụ cho việc tập luyện. Với mức lương và giá trị như vậy, Đặng Văn Lâm đã trở thành thủ môn đắt giá nhất tại Thái League. Thực tế, trong mùa giải đầu tiên, thủ thành mang hai dòng máu Nga Việt đã có màn trình diễn ổn định trong màu áo Moang Thong United. Được biết, sau khi nhận mức lương khủng, thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam đã quyết định mua ngay một chiếc xe hơi tặng bố. Nguyễn Quang Hải nổi tiếng bởi thành tích thi đấu xuất sắc ở U23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam kể từ 2018 tới nay. Bên cạnh những khoản thu nhập hàng tháng từ bóng đá, cùng với những khoản thu ngoài sân cỏ, Quang Hải đã giàu lên nhanh chóng, khiến nhiều người giật mình. Sở hữu trang cá nhân Facebook tới hơn 2,1 triệu lượt theo dõi, Instagram hơn 650.000 lượt follow. Tiền vệ mang áo số 19 kiếm được bộn tiền từ việc đăng bài quảng cáo. Không những thế, Quang Hải còn trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón. Tiền vệ sinh năm 1997 đắc xô chụp hình cho thương hiệu thời trang, quảng cáo, nhiều nhãn hàng, đồ tiêu dùng, đồ uống, ẩm thực, game. Mỗi hợp đồng của Quang Hải không được tiết lộ con số cụ thể, nhưng theo một nguồn tin thân cận, tiền mỗi hợp đồng có giá từ vài trăm đến hàng tỷ đồng. Với thành tích thi đấu nổi bật từ giải U19 Đông Nam Á, U20 Thế giới và U23 châu Á, Đồng Văn Hậu được đánh giá là một trong những hậu vệ trái tốt nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Đầu tháng 9 năm 2019, anh gia nhập câu lạc bộ SC Heerenveen, Hà Lan theo dạng hợp đồng cho mượn và nhận mức lương khủng 11 tỷ đồng mỗi năm, chưa trừ thuế 50%. Dù phải đóng thuế rất cao, song sau khoảng 1 năm khoác áo câu lạc bộ Heerenveen, số tiền lương của Đồng Văn Hậu vào khoảng hơn 6 tỷ đồng. Con số này khiến nhiều người phát sốt bởi nó đã biến hậu vệ người Thái Bình trở thành người hưởng lương cao top đầu tại đội bóng Hà Lan. Ngoài ra, anh cũng được cấp nhà và xe riêng trong thời gian thi đấu tại Hà Lan. Mới sinh năm 1999, nhưng thu nhập của anh đã khiến nhiều người phải trầm trồ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng nổi lên cùng U23 Việt Nam với kỳ tích giành vị trí Á quân giải U23 châu Á. Ở giải đấu này, Tiến Dũng có nhiều pha cứu thua xuất thần, góp công lớn giúp U23 Việt Nam gây chấn động châu lục. Sau chiến tích Thường Châu ấy, Tiến Dũng gia nhập đội bóng thủ đô với mức lương được biết là còn nhiều hơn so với các đồng đội. Theo truyền thông, Bùi Tiến Dũng nhận mức lương cao gần bằng thủ quân Văn Quyết và hơn cả Quang Hải. Ngoài ra, anh còn thu về số tiền đáng nể từ các hợp đồng quảng cáo, show diễn thời trang. Tháng 12 vừa qua, thủ môn gốc Thanh Hóa đã ký hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà mới, Bùi Tiến Dũng sẽ nhận được mức đãi ngộ tốt với lương là 40 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài công việc chính hàng ngày là gắn liền với trái bóng và sân cỏ, thì kinh doanh là nghề tay trái của trung vệ này. Quán cà phê tiền tỷ mang tên Five Star mà Bùi Tiến Dũng khai trương hồi tháng 3 năm 2019 chính là kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ lâu. Nhờ sức hút của chính bản thân, quán cà phê của chàng trung vệ này thu hút một lượng khách lớn mỗi ngày. Nhờ đó anh cũng kiếm được kha khá từ nguồn thu này. Ngoài ra, sau khi về chung một nhà với Nguyễn Khánh Linh,
Tiến Dũng cùng vợ quản lý khách sạn và chuỗi nhà hàng tại Bắc Ninh, anh cũng thường xuyên được mời đóng quảng cáo TVC. Sau mỗi lần thi đấu ở nước ngoài, trung vệ sinh năm 1995 không quên mua hàng hiệu về tặng vợ. Mới đây nhất, anh đã chi tiền tỷ mua chiếc Mercedes-Benz GLC 304 Matic tặng Khánh Linh để mừng vợ sinh được cô con gái đầu lòng. Đỗ Duy Mạnh là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ trái bóng tròn. Anh là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, tại một showroom Mercedes tại Hà Nội, chàng cầu thủ điển trai của câu lạc bộ Hà Nội cùng với bạn gái của anh đã chính thức nhận bàn giao mẫu crossover hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 đời mới. Trong 3 năm yêu, chàng cầu thủ sinh năm 1996 thường xuyên tặng hàng hiệu đắt đỏ cho quần anh. Đầu năm 2019, Duy Mạnh cũng xác nhận đã tậu cho mình một căn nhà mới sau một năm có nhiều thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Hà Nội. Cô bạn gái Quỳnh Anh cũng đang sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang, mỹ phẩm đắt khách tại Hà Nội. Cả hai dự định sẽ về chung một nhà vào tháng 2 năm 2020. Khi ấy, khối tài sản của cặp vợ chồng son này cũng không thua kém gì vợ chồng Văn Quyết là bao. Các bạn có thấy choáng về độ giàu của các tuyển thủ Việt Nam chưa? Dù đến với bóng đá vì đam mê hay vì lý do nào khác, thì cho tới hôm nay, những gì họ nhận lại là vô cùng xứng đáng. Bởi họ chính là những người hùng của bóng đá Việt Nam, những người đã viết nên trang sử vàng, đưa bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share để ủng hộ cho Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.